Elmix, thương hiệu gia dụng cao cấp châu Âu, hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Xin chào quý vị và các bạn đến với chương trình Khẩu vị ngôi sao. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi thực hiện với sự đồng hành của nhãn hàng Elmix, thương hiệu gia dụng cao cấp châu Âu. Quý vị thân mến, như vậy một tuần nữa trôi qua và chúng ta lại gặp nhau trong khung giờ này để cùng thưởng thức những món ăn vô cùng hấp dẫn. Và trong tuần này quý vị đang thắc mắc là không biết rằng chúng ta sẽ khám phá tủ lạnh của ai, phải không nào? Và ngay bây giờ xin mời quý vị hãy cùng tìm hiểu và xem tuần này là chúng ta đến với tủ lạnh của ai? Khẩu vị ngôi sao. Mời các bạn vào đây tham quan không gian sống của mẹ Diệp. Thật ra đây là nơi mà ngày xưa Diệp cũng ở, nhưng mà sau khi lấy chồng thì Diệp đã dọn đi nơi khác. Căn bếp nè, đây là bếp của mẹ Diệp thì thật ra nó cũng nhỏ xinh thôi, nhưng mà đảm bảo với các bạn là cái tủ lạnh thì là có đầy đủ tất cả các món ăn mà ăn rất là đẹp, rất là dinh dưỡng và sáng da dài tóc, cho nên đó là lý do tại sao mà mẹ Diệp chăm sóc Diệp rất là tốt. Mời các bạn thêm nha. Đó, đầu tiên thì mình thấy trứng. Trứng là một món ăn mà ông xã của Diệp, Victor Vũ, rất là thích. Món trứng chiên thịt bằm. Những cái chanh là không bao giờ thiếu ở trong nhà Diệp, bởi vì mình có thể uống thay ra nước hàng ngày. Trái cây là món khẩu vị mà cả nhà Diệp ai cũng thích. Anh Vũ cũng thích, Diệp cũng thích. Và đặc biệt là những cái món sinh tố nè, nước ép là luôn luôn không bao giờ thiếu ở trong nhà Diệp hết. Rau là thực phẩm hàng ngày mà hầu như ngày nào mình cũng phải ăn. Anh Vũ tuy là người Mỹ nhưng mà đặc biệt ngày nào cũng xin ăn canh rau. Nói vợ ơi nấu canh rau nhé, mẹ ơi hôm nay cho ăn canh rau được không? Rau có rất là nhiều chất dinh dưỡng, trái cây thì có rất là nhiều vitamin, vừa đẹp da lại còn tốt cho sức khỏe nữa. Thì cũng như một số gia đình khác thôi, lúc nào thì Diệp và mẹ cũng chuẩn bị những cái thực phẩm mà mình có thể nấu cơm bất cứ lúc nào. Bữa cơm gia đình thì không bao giờ thiếu món cá. Cá thì ăn giúp cho mình dễ tiêu hóa mà lại rất là thông minh, cho nên đây là món cá mà Ngọc Diệp rất là thích. Cá điêu hồng chân tương thì có thể nấu món này đó. Còn đây là thịt bò, là món mà ông xã của mình rất là mê. Bất cứ lúc nào đói bụng thì cũng có thể làm bò lúc lắc, rồi cũng thể bỏ vào lò để nướng, hoặc là làm những cái món như là rau xào bò, rau củ xào bò, hay là nấu canh bầm 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 với lại canh cà chua thịt bò. Đó là cái món mà anh Vũ cũng rất thích luôn. Món tủ của Diệp là những món cơm Việt Nam, bởi vì ông xã của Diệp rất là thích ăn cơm Việt Nam, như là những món cá kho, gà kho, canh rau là món mà Ngọc Diệp nấu giỏi nhất. Cái này phải hỏi anh Vũ mới biết được. Anh Vũ thì thỉnh thoảng một tuần vào bếp một lần, thường thì mỗi lần anh vào bếp thì anh nấu những cái món anh thích ăn hơn là món của Diệp thích ăn. Victor làm ngon nhất cũng là món gà, và món gà lăn bột, gà chiên giòn. Thì thật ra món đó thì Diệp ăn được một cái cánh gà là cao nhất rồi. Thì tất nhiên điểm chồng mình làm cũng phải là 10 điểm thì mình mới ăn chứ. Vâng, nhớ thì nhớ rất kỹ. Đó là món gà, cháo gà. Mà gà Diệp chỉ muốn làm một cái con gà ta mà luộc thôi, nhưng mà lúc đó mình không có biết chọn gà. Mình nhờ người ta mua một con gà người ta, nhưng mà mình lại không biết cách làm sạch. Lông thì cũng còn nguyên, mà móng tay gà, móng chân gà cũng còn nguyên. Diệp còn nhớ lúc đó Diệp còn phải lấy dao cạo. Diệp cạo, Diệp lấy đồ cắt móng tay của mình á, mình cắt móng tay cho gà luôn. Rồi mình không biết làm sao mình bỏ con gà vô nồi, mà con gà nó to quá hay sao mà nó cứ chỉ tay chỉ chân lên, đến mức mà nó chỉ chín được một nửa mà mình trăn trở mãi. Cuối cùng Diệp phải đi xuống nhà, Diệp nhờ một cái anh bạn bán siêu thị để lên thì cột hai cái chân lại, rồi tìm cách để làm sao cho con gà nó chín. Nhưng mà đến lúc con gà chín rồi thì mình lại không biết cách làm sao để chặt con gà ra. Ra là lúc đó cả hai phải đi ăn cơm tiệm. Đó là bữa ăn đầu tiên mà Diệp nấu cho anh Victor ăn, và bây giờ thì vẫn còn nhớ rất kỹ.
xin chào quý vị đã quay trở lại với chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao. Quý vị đã biết tủ lạnh của ai rồi phải không nào? Và ngay bây giờ xin được chào đón diễn viên Đinh Ngọc Diệp. Xin được chào bạn. Bạn có thấy ông Táo tôi đâu không? Dạ không ạ. Ủa sao mọi khi mà cứ thấy người đẹp là có Táo xuất hiện cùng mà sao Táo tự nhiên không? Có Táo đâu rồi ta? Táo ơi! Táo ơi! Anh Táo ơi! Ý! Đâu? Ủa Diệp đây hả? Ủa đi đâu vậy? Anh đâu Táo? Rồi chị ba? Làm nãy giờ kiếm muốn chết. Em đi đâu mày đi chơi đâu vậy? Em tưởng ông thần tài. Thôi để cho đi Ngọc Diệp chào quý khán giả đi nào. Ngọc Diệp rất vui khi được tham dự chương trình với hai anh trai mà đỏ le đỏ lét mà rất là thân, rất là thương của Ngọc Diệp. Cho nên được lời mời của chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao thì Ngọc Diệp nhận lời ngay. Chính vì những lời giới thiệu hết sức dễ thương như vậy thì hôm nay chúng tôi sẽ mời cô ăn, được chưa? Ăn miễn phí mà không phải trả tiền. Chúng tôi bao hết, ok? Cảm ơn. Ăn tới hai món. Ăn hai món lận. Táo lại đi, táo dẫn chương trình đi cho tôi qua đi uống cà phê với Ngọc Diệp đi. Gì vậy? Em đi với trai đẹp. Diệp, hôm nay em đến đây em sẽ được gặp năm vị khán giả là những người rất là yêu mến em với những vai diễn. Năm người mà sẽ được đến đây gặp em, gặp thần tượng của mình và sau đó là sẽ nấu ăn cho em ăn. Em ăn mình em đi. Dạ, cảm ơn anh. Dạ, cảm ơn anh. Chúng ta hãy cùng chào đón năm vị khán giả, xin mời. Ngay sau đây thì để cho Ngọc Diệp cũng như năm vị khán giả hiểu rõ hơn về thần tượng của mình, đặc biệt là khẩu vị, tôi sẽ có những câu hỏi chung cho tất cả các bạn. Món nào sau đây mà Đinh Ngọc Diệp có thể ăn được 5 ngày trên một tuần? Bò bít tết, thịt cừu nướng, sushi, sashimi và món thứ tư nữa đó là canh chua cay. Dạ em nghĩ là bít tết. Ăn 5 ngày. 5 ngày một tuần. Lực luôn. Dạ vì em cũng rất là thích ăn món đó, em thấy rất là dễ ăn, thì ăn 5 ngày được. Vậy mà em ốm như vậy luôn hả? Hai em lấy số điện thoại nhau để tuần này ăn bò cho đã nha. Rồi mời em Phú Hộ. Chị Ngọc Điệp có thể ăn món sushi và sashimi. Em có hay nhấn like các cái hình ảnh của chị á, em thấy chị hay check in ở những cái nhà hàng Nhật á, nên là em nghĩ là chị có thể là sẽ rất thích món Nhật đây. Giỏi thầy. Dạ. Giỏi quá. Đáp án của em cũng là sushi và sashimi, tại vì em cũng là một fan của chị. Thấy chưa, cái này là tung lên Facebook nhiều để người ta theo dõi. Rồi mời Dũng. Dạ em nghĩ là sushi. Trong sushi nó cũng có cơm, để cho là lời cũng dễ ăn. Dạ em cũng nghĩ chị sẽ thích ăn sushi và sashimi. À sao Diệp? Dạ bí quyết sống lâu của người Nhật là ăn hải sản và đồ sống, cho nên là em rất là mê sashimi và sushi. Bạn hãy gợi ý một món bò mà bạn cho là tâm đắc nhất để giới thiệu đến Đinh Ngọc Diệp để bạn ấy nấu cho anh Victor ăn. Tôi nghĩ đó là món bò bít tết. Theo em thì em nghĩ đó là món bò xào với rau muống. Tại bò thấy món đó là món gia đình rất là dễ làm vừa luôn. Vừa có chất bổ mà vừa có chất tơ, phải không? Em thì em nghĩ là chị lên làm thử món bò kho. Em thì cũng nghĩ như bạn Dương đây. Thì nói chung là món bò kho thì cái món đó nó gần với cái ẩm thực của gia đình nhiều hơn. Em nghĩ là đó, bò xào rau củ. Bò xào rau củ. Trong rau củ có rất nhiều chất xơ và thịt bò thì có nhiều chất đạm. Mà nếu anh đoán không lầm là Diệp nấu ăn tệ lắm. Đúng rồi đó. Thật ra là nhắc đến bò là anh Victor chảy nước miếng rồi. Cho nên là món nào chắc là anh cũng mê. Nhưng mà nếu mà anh Victor chọn thì anh sẽ thích ăn bò bít tết. Rồi và câu hỏi cuối cùng dành cho các bạn đây. Ngoài bên cạnh những đồ ăn Nhật ra thì cái nguyên liệu nào sau đây kích thích tâm hồn ăn uống của Đinh Ngọc Diệp? Một là hải sản, hai là nhanh, ba là bún phở hủ tiếu. Em nghĩ là hải sản. Dạ em cũng nghĩ đó là món hải sản tại vì
như chị Ngọc Diệp đã chia sẻ lúc đầu là những món ăn Nhật nó sẽ làm tốt cho cơ thể cũng như là mình trẻ hơn đó. Nên là em nghĩ là hải sản sẽ là món mà chị thích. Em cũng nghĩ là hải sản, tại vì đồ ăn nhanh thì nó sẽ ảnh hưởng tới sắc đẹp của chị. À, rồi mời Dũng. Em cũng nghĩ như ba bạn cũng là hải sản. Dạ em cũng nghĩ như các bạn cũng là hải sản, vì hải sản nó chứa rất nhiều chất đạm. Thế còn Ngọc Diệp, câu trả lời của bạn. Thứ nhất á, hải sản á, là tốt cho rất là nhiều thứ. Có chất để làm sáng mắt nè, có chất sắt nè, tốt cho bà bầu mang thai nè, tốt cho bà bầu mang thai nè, tốt cho những người bị bệnh tim mạch nè, lại còn... Hả? Dạ. Em đâu có baby hả? Không có, em chuẩn bị thôi, em ngồi xuống. Rồi nó làm cho em bé thông minh hơn nè. Đó, rồi nó giúp cho làn da trẻ lâu nè. Đặc biệt là những người mà hay bị stress như anh Bình Minh với anh Hiếu Hiền mà có tính nóng á. Tôi không hề stress gì hết. Tôi đang rất là tận hưởng, hết sức là vui tươi. Không có gì đâu, bình thường. Có gì đâu mà stress. 2, 3. Ờ thì em chỉ nói vậy thôi, biết đâu có. Nhưng mà ăn nhiều hơn thì sẽ vui hơn và giảm bị bệnh trầm cảm nữa. Nhưng mà anh thì thôi đừng ăn, em thấy anh hơi bị tăng động rồi. Cho nên á, tính em cũng dễ đoán ghê, năm bạn đoán đúng chính phóng hết trơn à. Xin cảm ơn những phần trò chuyện vừa rồi của năm vị khán giả cũng như bạn Đinh Ngọc Diệp. Và ngay bây giờ Ngọc Diệp thân mến, bạn sẽ chọn ra ai là hai ngôi sao nhà bếp. Ngọc Diệp thân mến, xin mời bạn hãy chọn ra hai ngôi sao nhà bếp đi nào. Cho Ngọc Diệp hỏi thêm một câu hỏi nhỏ nữa. Nếu như mà mấy bạn hiểu Diệp thì đoán thử nha. Trong những món ăn vặt sau đây, Diệp thích ăn món gì nhất? Phô mai, bò bía, xí muội, khô bò, bánh snack. Dạ, theo em nghĩ là chị sẽ thích nhất là món xí muội. Ok, lời Dũng à? Dạ, em nghĩ là snack. Dương, em thì em đoán chị thích khô bò. Còn em? Dạ em nghĩ là chị thích ăn xí muội ạ. Rồi còn dạ em nghĩ là chị thích bò bía. Bò bía. Thật ra năm món này Ngọc Diệp đều thích hết, nhưng mà cái món nào mà Ngọc Diệp thích nhất á, thì có một nhân chứng ở đây làm chứng được, đó chính là anh Táo. Táo đi, Táo trả lời đi, không trả lời đi. Món mỗi lần mà Ngọc Diệp đi quay phim á, trời ơi. Đúng rồi, luôn luôn tranh cướp nhau để mà ăn món ăn mà của Ngọc Diệp mang tới. Đúng rồi, lúc nào cũng lấy cả vóc bỏ vô túi ăn không hết, còn đem về nhà ngày mai còn dặn em ơi nói mẹ mua thêm. Vậy là chúc mừng Phú Hộ và Khiêm đã trả lời đúng chính xác món ăn mà Ngọc Diệp thích nhất. Táo sẽ gửi phần quà đến cho các bạn không được chọn, đó là một chiếc bình giữ nhiệt của nhãn hàng Elmis đồng hành cùng với chương trình. Đây. Rồi, còn đây là của Dũng. Cảm ơn ba bạn đã đến đây với chúng tôi với những lời tâm sự thật là dễ thương. Và cái quan trọng là đến với chương trình gặp gỡ, giao lưu cùng với thần tượng của mình. Quý vị thân mến, và ngay bây giờ hãy cùng đến với thử thách của hai ngôi sao nhà bếp. Hiện tại em đang làm việc ở Gặp Chiếu Phim. Công việc hàng ngày của em đó là vào tư vấn phim cho khách, bán vé cho khách, lựa chỗ ngồi cho khách, là soát vé cho khách vào rạp. Do làm ở Gặp Chiếu Phim em tiếp xúc với nhiều bộ phim điện ảnh, và trong đó có nhiều bộ phim điện ảnh cũng gây ấn tượng với em. Nhưng bộ phim em ấn tượng nhất là bộ phim Cô Dâu Đại Chiến, do nữ diễn viên Đinh Ngọc Diệp cũng là chính là thần tượng của em. Hôm nay em đến với chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao, em muốn được giao lưu với diễn viên nữ thần tượng của em và anh tài nấu nướng em để chinh phục khẩu vị của Đinh Ngọc Diệp. Xin chào các bạn, mình là Phú Hộ và đây là nhóm nhạc acoustic của mình. Thì mình hay chơi vào những ngày cuối tuần cũng như là những ngày lễ. Trong nhóm thì mình ở chơi ở vị trí là ca trong đánh trống. Còn đây là Bảo Thập, là thành viên đánh guitar của nhóm cũng như là rap cho nhóm. Còn đây là cô bé My, thì cô bé là hát chính, giọng nữ chính của nhóm. Rất là vui khi được đến với chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao. Chủ yếu đến đây là mình để giao lưu học hỏi cũng như thích được thêm nhiều bạn mới, cũng như là truyền tải những cái đẹp, những tinh hoa cho những món ăn để cho tính quý vị khán giả. Vì mình là một người rất thích cái đẹp. Mong mọi người sẽ ủng hộ mình nhé. Chào cả nhà. Chào quý vị đã quay trở lại với chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao, và ngay sau đây hãy cùng khám phá tủ lạnh của bạn Đinh Ngọc Diệp.
Hai ngôi sao nhà bếp của chúng ta sẽ có 30 giây để theo dõi là ở trong tủ lạnh của Đinh Ngọc Diệp sẽ có những nguyên liệu gì. Và 30 giây dành cho hai bạn bắt đầu. Hết giờ, đóng tủ lại. Và bây giờ thì các bạn sẽ có thêm 30 giây nữa để chọn lấy những nguyên liệu để mình tạo ra món ăn. 30 giây dành cho hai bạn bắt đầu. Hết giờ, bạn Phú Hộ thân mến, nguyên liệu của bạn bao gồm cái gì và bạn quyết định nấu món ăn gì đây? Hôm nay em sẽ gửi tặng cho chị Diệp món mì ưu đông sốc với hải sản ạ. Chảy nước miếng. Dạ. Tại vì biết chị thích ăn món ở Nhật ạ. Có mì ưu đông của rồi. Nhật nè, có tôm, hến, mực và một ít rau để ăn kèm ạ. Có dưa hấu với là dạ, thơm nữa. Còn dưa hấu với thơm em sẽ ép cho chị một ly nước ép ngon để chị uống đầy dạ hơn. Rồi, rồi xin cảm ơn bạn. Mình qua đây, mình qua đây. Kim ơi, em đang chuẩn bị những nguyên liệu gì vậy? Dạ, như anh đã thấy và chị Diệp đã thấy là em chuẩn bị một con cua, mực, tôm và miếng. Và đặc biệt là sốt XO. Dạ, em sẽ nấu cho chị bữa nay là món miếng xào cua và hải sản sốt XO. Và kèm thêm một ly nước cam ép. Trời ơi. Từ đầu chương trình tới giờ tôi nói thiệt là cái gì mà dành cho khách mời là tôi thấy hình như là tới phụ nữ là người ta làm như là kiểu như là lao hết mình vô thiệt. Trong khi táo với lại MC không được gì hết. Như vậy là hai ngôi sao nhà bếp đã có món ăn cho riêng mình. Và bây giờ hai bạn có 30 phút để bắt đầu. Rồi, mời hai bạn. Phú Hộ thân mến, chia sẻ cách thức chế biến món ăn này sao nào? Công đoạn nào trước, công đoạn nào sau? Dạ, đầu tiên em sẽ sơ chế mực trước ạ. Tại vì mà hải sản á, sợ cái mùi tanh của nó anh sẽ thật lấy đầu. Cái món này rất là lạ, chị chưa bao giờ được ăn á. Dạ, nên tại vì hôm nay chị sẽ học nấu để mà đúng rồi, đơn giản thì sẽ về tập làm theo. Và cũng cái bí quyết để làm cho món này ngon nó nằm ở đâu? Dạ, nó nằm ở cái phần sốt đó. Rồi, cảm ơn bạn. Giờ mình qua đây xem nào. Em nhớ làm nhiều nhiều nha. Mấy anh quay phim ảnh cũng chạy nước miếng dữ lắm. Thôi mình qua đây. Rồi. Kim ơi, sao mình không có gỡ cái dây cột con cua ra mà em luộc luôn hả? Dạ, để như vậy thì cua nó sẽ chắc thịt hơn chị. À, anh thấy rất là tươi không? Nó còn nhúc nhích nữa nè. Nhúc nhích cái gì? Đưa vô nó cắn luôn chứ nhúc nhích cái gì? Cái này có nhiều người rất là hay nha. Người ta cắt ngay chỗ cái phần đầu á, chút xíu thôi. Bắt đầu cái nắm cái dao nắm ngay chỗ phần đó. Tinh nhíp nhẹ, nắm nhẹ là ra luôn rồi. Nhưng ở nhà anh có nấu ăn không? Không. Tao làm bít tết tao bị ngon đó nha. Được rồi, bây giờ tập trung món này đi nào. Thì bữa nào vợ chồng em qua thăm nha anh. Xin lỗi, hào lắm, hào lắm. Xin lỗi là hôm nay không phụ được gì cho em hết trơn á, đứng coi thôi. Phụ nữ là chỉ để yêu thương thôi chứ không nên làm gì hết. Phụ nữ là chỉ để yêu thương thôi chứ không nên làm gì hết. Trời, chị thích thế quá. Ủa, thường thường thì làm món này mất bao nhiêu phút? Món này nếu em sơ chế, cộng sơ chế luôn là cỡ 30 phút là xong đó chị. Dạ. Hôm nào chị nấu xong chị sẽ chụp hình lên mạng để cho em xem coi chị có thành công hay không nha. Dạ. Tiếp theo mình làm gì nè? Dạ, em sẽ sắc nó ra trước chị. Em sẽ sắc cái con mực này ra, sau đó em đi luộc nó, luộc sơ nó cho nó đỡ tanh, chị cho hết tanh đi. Sau đó em sẽ làm sốt và cuối cùng là luộc udon và em mix tất cả lại, em sóc nó lên là xong. Dạ. Kim ơi, làm tới đâu rồi? Dạ, em đang làm cho miếng tôi ra. Cái này em đã trụng chưa hay là... Không, cái này mình lúc đầu mua là nó sẽ là một miếng cứng, mình sẽ ngâm nước ấm ấm. Trong vòng mấy phút? Tầm khoảng 15 đến 20 phút. Chứ em không luộc hả? Dạ không luộc thì miếng sẽ chín, khi mình xào chung miếng sẽ bị nhão. Ừ, còn cua mình luộc trong bao nhiêu phút? Cua mình luộc cho đến khi chị thấy cua nó sẽ trở sang màu đỏ. Ừ, chỉ cần màu đỏ thôi là lấy ra được rồi hay là phải chín hơn? Phải chín hơn, tại lúc mình sẽ đọc càng cua ra và mình lấy bóc thịt ra để mình sơ chế. Càng cua này mình chỉ đọc sơ rồi khi nấu mình sẽ tách vỏ một phần trên để mình trang trí lên một cái dĩa. Bây giờ em ngồi đây thì em thấy bên cánh của Kim thì làm cái phong cách mà làm việc thì như thế nào, nấu nướng như thế nào? Kim rất là nhanh tay và có vẻ rất là thành thạo. Khi mà làm thì Kim rất là tập trung. Mặc dù em cũng hỏi thăm nhiều nhưng mà bạn ấy vẫn không ngừng tay để mà trả lời, mà vừa làm mà vừa trò chuyện rất là dễ thương. Cái bạn mà cùng họ cho em thì sao?
À, cùng hỏi với em tính cũng rất là giống em, rất là sạch sẽ. Hải sản á, nếu mà mình rửa không tốt á, thì nó sẽ có mùi hôi tanh. Thì em thấy là bạn ấy rất là kỹ lưỡng trong cái việc là ướp muối, chà sát muối và ngâm trong nước để mà làm sạch hết tất cả các mùi hôi trong mực. Một cái điều để ý chung này, làm đến đâu là sạch sẽ đến đó. Cái này là giỏi hơn phụ nữ tụi em rồi đó. Đừng có gom chung cô ơi. Giỏi thân mến. Của Diệp. Dạ. Tôi được biết là bạn vừa mới quay xong một bộ phim của anh Victor Vũ đúng không? Dạ vâng. Phim Người Bất Tử. Một đấy là một cái câu chuyện hết sức là lạ, hết sức hấp dẫn mà được anh Victor chấp bút cách đây cũng khoảng gần 10 năm rồi. Dạ 6 đúng năm ạ. À? 6 năm. Tức là rất là tâm huyết. Người Bất Tử là diễn viên nam anh Quách Ngọc Ngoan. Thật ra thì đây là một câu chuyện mà Ngọc Diệp nghĩ nó rất là độc đáo. Kể về một nhân vật sống được qua 3 thời kỳ, một người đàn ông sống từ thời phong kiến đến thời pháp thuộc và đến thời nay. Thì em đóng vai An là một cái người dẫn chuyện, có những giấc mơ kỳ lạ, rồi đưa An trèo đèo vượt suối đến một những cái nơi mà cô ta chưa đặt chân đến bao giờ, mà chỉ thấy qua giấc mơ thôi. Rồi sau đó là leo vào hang động, một cái hang mà như quý vị biết là hang Sơn Đòn, cụm hang Sơn Đòn nhưng thực ra là hang Tú Làng ở Quảng Bình, thì nó rất là hiểm trở và treo leo. Thì mình chui vào đó và mình nhặt được quyển nhật ký của người bất tử. Xong hết rồi, xong hết rồi, xong rồi. Ồ, dạ. Bây giờ đến với phần hấp dẫn của chương trình, đó chính là thưởng thức và đánh giá món ăn. Và ngay bây giờ xin mời quý vị cùng với Đinh Ngọc Diệp hãy cùng thưởng thức hai món ăn này nhé. Mời bạn. Vâng ạ, cái giây phút và quan trọng nhất của chương trình cũng đã đến rồi. Thơm quá. Cho em chia sẻ món ăn mà có một mình em được thưởng thức thôi, với anh Táo và anh Bình Minh. Đây là một món ăn rất là có cái vị rất là thanh. Bạn có làm nước sốt, cảm thấy rất là chuyên nghiệp và vừa tay. Màu sắc rất là đẹp, đỏ và vàng. Không biết là đây là lần đầu tiên em nấu hay là đã nấu rất là nhiều lần? Dạ, đến với chương trình thì món này là món lần đầu tiên em nấu, em mix nó lại. Wow, lần đầu tiên nấu như vậy là rất là giỏi, rất là thành công rồi. Và đặc biệt món này là rất dễ làm ở nhà. Ngọc Diệp tin chắc là sẽ về nấu thử cho gia đình ăn. Chị Tám uống miếng nước này vô rồi chị Tám thử luôn bên này đi. Món ăn tiếp theo xem nào. Táo đứng lùi ra, Táo. Tao dò mà. Đứng gần mới hửi được. Ngon quá à. Biết rồi, ăn đi. Đó. Ngon quá. Coi mà ăn táo một mình cũng kỳ. Táo ơi, coi mà Táo ơi, đừng nhìn vào cái đĩa đó. Nhìn đâu ta đang buồn. Ngọc Diệp nghĩ rằng đây là một món rất là công phu và đặc biệt. Ngoài ra thì Ngọc Diệp rất thích cái gia vị nêm nếm, cái sốt XO. Có hành, có tỏi, có tất cả mọi thứ nó rất là đều thấm gia vị. Mặc dù là bạn không có ướp trước nhưng mà Ngọc Diệp thấy rất là vừa miệng. Và cái vị của nó ngon không thua kém gì nhà hàng. Cho em uống miếng nước cam. Wow. Rồi, cảm ơn nhận xét vừa rồi của Đinh Ngọc Diệp nhá. Cảm ơn hai bạn đã mang đến cho chúng tôi món ăn hết sức là hấp dẫn. Chắc hẳn là quý vị đang đoán xem là với bạn Khiêm hay là bạn Phú Hộ, ai sẽ là người đoạt giải nhất trong tuần này. Điều đó phụ thuộc vào quyết định của bạn Đinh Ngọc Diệp. Đinh Ngọc Diệp ơi, đây là phần quyết định của em. Em sẽ là người chọn ra ai là người nấu cho hợp khẩu vị của em nhất. Thật sự rất là khó để mà chọn ra một món ăn, bởi vì hải sản là món mà Ngọc Diệp rất là yêu thích, thì ăn lúc nào và ăn kiểu gì cũng thấy ngon hết.
Tuy nhiên Ngọc Diệp cũng phải buộc lòng chọn ra một người thắng cuộc. Bạn này là một người rất là tỉ mỉ và nấu ăn rất hợp khẩu vị với Ngọc Diệp. Xin chúc mừng cho Khiêm. Món ăn của em rất là ngon. Cảm ơn em. Đây, và rất vui khi mà được gặp Phú Hộ ngày hôm nay. Đây là nhãn hàng Elmit mà Diệp sẽ tặng luôn cho hai bạn. Cảm ơn Phú Hộ, cảm ơn Khiêm nhiều. Cảm ơn chương trình đã cho Ngọc Diệp gặp gỡ các tài năng nấu nướng và đã học hỏi được rất nhiều món ăn dinh dưỡng và rất hợp với khẩu vị của mình. Vâng, một lần nữa xin cảm ơn Đinh Ngọc Diệp đến với chương trình. Xin được chúc mừng bạn Khiêm và xin được cảm ơn bạn Phú Hộ đã đến với chương trình. Quý vị thân mến, Khẩu Vị Ngôi Sao, nơi hội tụ của những người đam mê ẩm thực và sẽ mang đến cho chúng ta rất nhiều món ăn ngon, hấp dẫn và bổ ích. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi ủng hộ cho chương trình. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công ty Truyền thông Bi thực hiện với sự đồng hành của nhãn hàng Elmix, thương hiệu gia dụng cao cấp châu Âu. Đừng quên khung giờ phát sóng của chương trình quý vị nghe vào lúc 17:50 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Còn bây giờ thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Elmix, thương hiệu gia dụng cao cấp châu Âu, hân hạnh đồng hành cùng chương trình.